Rồi, xin chào tất cả các anh chị. Rất vui được gặp lại tất cả các anh chị trong phần 600 câu hỏi sát hạch cấp giấy phép lái xe. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho các anh chị những cái mẹo để các anh chị học nhanh hơn, dễ hiểu hơn. Thì rất mong các anh chị là nhấn like, đăng ký kênh để ủng hộ. Đây là việc làm nhỏ đối với các anh chị nhưng mà nó ý nghĩa rất là lớn đối với tôi. Tôi xin chân thành cảm ơn các anh chị. Và sau đây chúng ta tiếp tục tốc độ. Cái này về tốc độ. Tốc độ thì sẽ có rất là nhiều câu. Nếu mà các anh chị không nắm rõ thì các anh chị dễ bị sai. Khi mà vào làm bài thì các anh chị sẽ dễ bị nhầm lẫn. Bây giờ tôi sẽ hướng dẫn cái mẹo để các anh chị nhìn vào là chắc chắn các anh chị chọn đúng liền ha. Rồi, bây giờ tốc độ tối đa nó có một câu này của xe gắn máy. Các anh chị nhớ câu này trước đi ha. Tốc độ tối đa cho phép đối với xe máy chuyên dùng, xe gắn máy, kể cả xe máy điện và các loại xe tương tự trên đường bộ không được vượt quá bao nhiêu km giờ. Các anh chị cứ nhớ là xe gắn máy, xe máy chuyên dùng là chạy tốc độ 40 nha. Thế mà xe máy chuyên dùng là những loại xe nào? Ví dụ các anh chị thấy là ví dụ xe tưới hoa nè, hay là xe lưu nè, đó, rồi xe ủi đường cho rồi đó, những cái loại xe mà máy chuyên dùng để làm đó, được chưa ạ? Thì tốc độ của nó là không được quá 40 km/h. Có một câu một này thôi, cứ nhớ là xe gắn máy, được chưa ạ? Đó, kể cả xe máy điện là chạy 40. Rồi, bây giờ chúng ta bắt đầu vào. Trên đường bộ ngoài khu vực đông dân cư, đường đôi có giải phân cách giữa trừ đường cao tốc, loại xe nào tham gia dưới đây? Loại xe nào dưới đây tham gia giao thông với tốc độ tối đa cho phép là 70 km/h? Nó sẽ có rất nhiều câu như thế này. Này các anh chị để ý thử chỗ này nha. Khoan, hãy đọc đáp án dưới này đó. Cứ nhìn là 70 nè, rồi nó chạy tiếp tục nè. Cũng y như vậy luôn, hỏi là chạy 80. Cũng y như vậy luôn mà chạy là 70. Đó, thấy không ạ? Loại xe này tham gia giao thông tốc độ tối đa cho phép là 60. 60. 50. 90. 80. Đó, được chưa? Rồi, vậy thì làm sao để chúng ta nhớ đáp án cho nó chính xác? Như vậy thì tôi sẽ hướng dẫn cái mẹo để các anh chị làm nhanh. Các anh chị đọc câu hỏi nè. Trên đường bộ ngoài khu vực đông dân cư, cứ nhớ là khu vực ngoài khu vực đông dân cư, thì các anh chị cứ nhìn đáp án, nhìn đáp án nào có cái chữ C-Tech hoặc là trộn bê tông. Đáp án cuối cùng này, nhìn vào đây nè, nhìn vào cái hàng cuối cùng nè. Đây, ví dụ như câu này, thay vì các anh chị đọc hết cái hàng này, hết hàng 1, hàng 2, hết hàng 3, hết hàng 4, các anh chị suy nghĩ xem xe nào. Như vậy thì rất là tốn thời gian mà chọn có khi bị sai nữa. Vậy bây giờ tôi hướng dẫn để làm cho nhanh, đó là chúng ta cứ nhìn vào đáp án nào mà nó có cái chữ là ô tô trộn bê tông, có chữ bê tông này, hoặc là có chữ C-Tech thì chúng ta chọn vào. Như vậy câu này có chữ bê tông không ạ? Có thì chúng ta chọn vào ý số số 1 là chúng ta chọn đáp án đúng luôn đó, nhanh luôn. Rồi, tiếp tục. Đây, trên đường bộ ngoài khu vực đông dân cư, đó, lại ngoài khu vực đông dân cư nữa, thì chúng ta thấy là chạy tốc độ 80, thì chúng ta cứ tìm đáp án là có chữ C-Tech hàng cuối cùng. Có không? Bê tông có không? Có. Câu 1 không có. Câu 2 đây, nó có chữ C-Tech nè, thấy không? Có chữ C-Tech thì chúng ta chọn vào. Những câu dưới này cũng không có nè, chỉ có chọn ý số 2 thôi, thì chúng ta chọn ý 2 vào. Rồi, tiếp tục nha. Trên đường bộ ngoài khu vực đông dân cư luôn, lại ngoài khu vực đông dân cư nữa. Rồi, chúng ta nhìn vào đây, ô tô cái nó không có chữ C-Tech bê tông. À đây, nó có chữ C-Tech, thấy không ạ? Thì chúng ta chọn vào ý số 2, không cần đọc ở trên luôn, chỉ cần nhìn cái hàng đầu tiên nó có là khu vực trong khu vực đông cư hay là ngoài khu vực đông dân cư. Chúng ta phải xác định được ngoài khu vực đông dân cư thì chúng ta cứ tìm cái chữ C-Tech chứ chữ bê tông là đúng, được chưa? Tiếp tục nha. Trên đường bộ ngoài khu vực đông dân cư, rồi có chữ C-Tech không? Đó, hàng số 1 là có chữ C-Tech rồi nè, thấy không ạ? Hàng dưới không có, hàng dưới không có, vậy ý số 1 đúng. Rồi, tiếp tục. Trên đường bộ ngoài khu vực đông dân cư, rồi, ngoài khu vực đông dân cư sẽ chạy 60. Chúng ta tìm cái chữ C-Tech bê tông này không có. Ý số 2 cũng không có luôn. À đây, ô tô bê tông, thấy không ạ? Có chữ bê tông. Vậy chúng ta chọn vào ý số 3 luôn. Được chưa ạ? Thấy dễ không ạ? Nó lại một lần nữa nha. Đây, nhìn vào đây nó có chữ ngoài khu vực đông dân cư, có chữ bê tông, chọn vô. Ngoài khu vực đông dân cư, tìm chữ bê tông, không có bê tông thì C-Tech. Đây, C-Tech. Rồi, ngoài khu vực đông dân cư,
Đây có chữ CTS chọn vô. Ngoài khu vực đông dân cư, đây cũng có chữ CTS chọn vô luôn. Thấy không ạ? Rồi, ngoài khu vực đông dân cư luôn, CTS bê tông. À đây có chữ bê tông thì chọn vô ý 3. Thấy không ạ? Rồi, tiếp theo, ngoài khu vực đông dân cư luôn, lại có chữ CTS nữa là chọn vào. Thấy không ạ? Ý số 3. Trên đường bộ ngoài khu vực đông dân cư luôn, chúng ta tìm chữ CTS bê tông. À cái câu này không có CTS bê tông. Như vậy nếu như nó không có CTS bê tông thì chúng ta chọn vào đáp án là có chữ xe con. Ý số 2, ý xe con đầu tiên là thấy không ạ? Nó có hai câu thôi các anh chị, hai câu thôi. Đây các anh chị nhìn thấy 90 ha, thấy không? Mình là ngoài khu vực đông dân cư này, không có chữ CTS, không có chữ bê tông thì chúng ta chọn vào xe ô tô con. Đây câu này, ngoài khu vực đông dân cư luôn, nhìn xem có chữ CTS bê tông không? Không có luôn. Nếu không có thì tìm bác có chữ xe con. Đây xe con ý 3. Thấy không, nó có hai câu ngoại lệ thôi, còn lại là cứ tìm CTS bê tông là đúng hết. Được chưa? Rồi nó lại một lần nữa anh chị ha. Xe máy chuyên dùng, xe gắn máy thì bao nhiêu ạ? 40. Ok chưa? 40. Rồi đây, ngoài khu vực đông dân cư, rồi vậy thì tìm cái chữ CTS bê tông. Có CTS bê tông ý mấy? Ý 1 đúng. Ngoài khu vực đông dân cư tìm CTS và bê tông. CTS, CTS, đây có chữ CTS, chọn vô ý 2. Ngoài khu vực đông dân cư tìm chữ CTS, CTS có, chọn vô ý 2. Ngoài khu vực đông dân cư tìm chữ CTS, đây CTS ý 1, chọn vô. Ngoài khu vực đông dân cư tìm chữ CTS bê tông, vậy có chữ bê tông, chọn vô. Ngoài khu vực đông dân cư tìm chữ CTS bê tông, đây có chữ CTS, chọn vô. Ngoài khu vực đông dân cư tìm chữ CTS bê tông, không có CTS bê tông thì chọn chữ xe con, ô tô con. Thấy không ạ? Ý 2. Tiếp tục, ngoài khu vực đông dân cư thì tìm chữ CTS bê tông, mà nếu mà không có thì tìm chữ xe con, mà xe con ý 3. Được chưa? Rồi đó là cái mẹo học tốc độ cho nó nhanh ha. Rồi đó là ngoài khu vực đông dân cư, còn trong khu vực đông dân cư thì như thế nào? Rồi chúng ta bắt đầu vào cái trong khu vực đông dân cư. Rồi trong khu vực đông dân cư thì nó sẽ có 4 câu, nó có 4 câu. Đây trên đường bộ trong khu vực đông dân cư, thấy không ạ? Rồi trên đường bộ trong khu vực đông dân cư, rồi tôi có đánh dấu cái câu này cho các anh chị dễ nhớ nè. Trong khu vực đông dân cư nó chỉ có một câu thôi. Nếu mà trong khu vực đông dân cư thì nó có xuất hiện cái chữ không có giải, không có giải. Nếu mà có chữ là không có giải này, thấy không ạ? Không có giải phân cách đó, đọc hết luôn là không có giải phân cách, thì chúng ta chọn vào ý số 2. Nó lại nha. Trên đường bộ trong, ngoài khu vực đông dân cư là bỏ qua này nha. Ngoài khu vực đông dân cư là tôi nói là nãy là nó có chữ bê tông và chữ CTS, còn nếu không có thì chúng ta chọn vào có chữ xe con. Nhưng cái này nó nói là trong khu vực đông dân cư đó, trong khu vực đông dân cư thì trong câu hỏi mà nó có chữ không có giải phân cách này thì chúng ta chọn vào ý 2. Còn nếu mà nó không có cái chữ này nè, nó không có cái chữ không này thì chúng ta chọn ý 1 hết là đúng. Rồi vậy thôi, chủ yếu một câu này thôi, một câu này chọn ý 2 thôi, còn lại chọn ý 1 hết. Đây không có giải phân cách, chọn ý số 2. Rồi bây giờ tiếp tục, trên đường bộ trong, rồi trong khu vực mà chúng ta nhìn thêm có chữ không, không 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 có chữ không có giải phải không, không có giải phân cách thì chọn ý 1 hết, ý 1. Rồi trong khu vực đông dân cư luôn, nhìn xem có chữ không có giải không, không có giải phân cách không, không thấy, không thấy thì chọn ý 1. Trên đường bộ trong khu vực đông dân cư, rồi tìm thấy có chữ không có giải phân cách không, không có đúng không, không có thì chọn ý 1. Rồi nếu mà có thì sao, nếu mà có thì chọn ý 2. Vậy thôi, nó lại một lần nữa nha các anh chị. Về trong khu vực đông dân cư, trong khu vực đông dân cư nếu mà nó không có chữ không, đây nếu mà nó không có chữ không có giải phân cách này thì chúng ta chọn ý 1. Nhưng nếu mà nó có trong câu hỏi nó có chữ không có giải này thì chúng ta chọn ý 2 ha. Rồi ok, vậy đây là chúng ta chọn ý số 2. Còn đây nó không có cái chữ đó, không có chữ giải phân cách đó, chọn ý số 1. Thấy không ạ? Không có luôn, chọn ý 1.
Đây, nó chữ có giải là sai hay mà phải là không có giải mới đúng nha. Đây, có giải thì chọn ý 1. Mà không có giải thì chọn ý ý 2, được chưa? Rồi, đó là cái mẹo. Rồi, trong quá trình tôi hướng dẫn thì nếu mà các anh chị thấy nó có nhanh quá thì các anh chị hãy để bình luận bên dưới ha, thì tôi sẽ chỉ, ví dụ chỉ chậm hơn một tí, hướng dẫn chậm hơn một tí. Và con nào các anh chị chưa rõ thì yêu cầu hướng dẫn lại thì tôi sẽ hướng dẫn kỹ hơn cho các anh chị. Cảm ơn các anh chị đã quan tâm theo dõi. Tôi sẽ làm những video clip tiếp theo. Nếu mà các anh chị thấy hay thì hãy nhấn like và share, cũng như là đăng ký kênh và nhấn nút chuông thông báo để xem những cái video clip tiếp theo của tôi. Rất là cảm ơn các anh chị đã quan tâm theo dõi và ủng hộ. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại video tiếp theo.